sáng đi với mình luyện tập thì không dám tập ga, khi chiều về đạp ga khí thế. À, đó là những cái kỹ năng không nhát nhưng mà phải biết cách xử lý. Đúng, nhớ ngó bên trái. Nghe giờ đúng. Một trong những kỹ năng để mình luyện bộ túc tay lái nâng cao. Rồi. Cũng vừa vừa thôi. Nói chung thì các bạn sử dụng cho các bạn sử dụng ga. Rồi, mở xi nhan. Chuyển làn. Rồi đạp ga chứ. Sao nhiều mình đi tiếp liên tục là mình phải giữ chân ga đều. Đó không? Rồi tắt xi nhan. Chứ mình chuyển làn mình chậm là cũng không được, đúng không? À, mình đang thử cho bạn ấy tự di chuyển như thế nào để coi còn bạn nhớ bài hay không. À, nhưng mà nó nói chứ sau này các bạn đi một mình các bạn không chỉ một phần nào đó thôi, còn có mình thì bạn ấy tự tin chút xíu, còn không có mình bạn ấy sẽ nói chung là phải chậm hơn là phải rồi. À, riêng với mình vẫn cho các bạn sử dụng chân ga trong phạm vi an toàn đó, cũng không lạm dụng máy ha. Giờ lúc này em coi coi bên trái trống thì chuyển làn qua trái, còn có thì thôi khoan chuyển vậy thôi. À, rồi em mở xi nhan trái. Rồi có bên trái có xe. Mở thôi nha, bên trái có xe. Rồi tắt xi nhan luôn đi. Rồi bây giờ mình có lựa chọn nè. Thứ nhất ở đây gần đến Nhân Trạch Đồng Nai, ngã ba Nhân Trạch, thì mình đi là đi một làn giữa hoặc là làn trong, còn làn trái để chúng ta quẹo trái quay đầu ha. Rồi em tập ga lên nhẹ nhàng. Lúc này ở đây thì sẽ có trường hợp là xe sẽ nhập làn ra nhiều lắm nên phải để ý nè. Đó. Rồi giữ khoảng cách với xe trước. Đó. Rồi em cứ đi làn này luôn tại làn trái để quay đầu. Nói chung thì các bạn cứ sử dụng chân ga để cho các bạn làm quen được cái chân. Với khi gặp sự cố thì các bạn khi gặp những trường hợp thì các bạn chuyển thắng lại để cho nó quen cái chân đi, dần dần đi thì các bạn mới lái tốt được. Mình cứ đi làn này. Chiếc xe đó sẽ di chuyển vô trong, bây giờ là cái làn quẹo trái, thấy không? Mình cứ đi làn này. Nói chung là mình đã kèm buổi sáng hay buổi chiều các bạn sẽ ổn hơn, tự tin hơn, sử dụng chân ga đều hơn. Lúc đầu thì còn nhát, còn ga thì đạp không có đều, ba hồi nhồi lên một hồi nhồi xuống muốn ngấu luôn. Rồi sau này đã đều chân ga, rồi nghiêng qua phải chút xíu. Đúng rồi, mấy anh lớn thì mình nghiêng né chút xíu ha. Đây là ngã ba Nhân Trạch ha. Để mình coi tình hình nữa có kẹt đường hay không. Rồi đạp ga nhẹ đi. Đạp ga nhẹ giữ khoảng cách vô nữa, sát vô chút xíu. Đó. Rồi mở xi nhan phải coi chừng có xe hay sao. Mở để đó thôi chứ không có qua. Có xe sao mà. Đó, có xe sao thôi không qua heo. Rồi đi tiếp. Giữ khoảng cách quá thì người ta sẽ chuyển làn lên nhiều ha. Nếu mà người ta chuyển vô thì mình nhường. Nhớ là người ta phải đưa đầu xe vô mình mới nhường. Còn chưa đưa thì mình cứ đi lên. Để thầy coi coi nó có bị vướng không. Trời ơi, nó quay vòng vòng. Rồi, ở đây mình sẽ chỉ các bạn coi ha. Đó, các bạn mở lên Google. Ở đây, nó không có hiển thị đỏ. Đây ngã ba Nhân Trạch nè. Không, lên đây nó không hiện đỏ là ok. Chừng nào thấy hiện đỏ đây thì các bạn chuyển làn qua vô Nhân Trạch nha. Nhân Trạch sẽ có một cái lối đi lên. Lên lại cao tốc hoặc là các bạn đi đường phà. Thấy không? Ở đây nó chỉ có hơi vàng thôi. Đây, đường vô cái dòng xuyến của cao tốc. Thấy không? Đó. Rồi, cao tốc cũng ổn. Không có bị gì hết. Chỉ có ngay chỗ cái cầu Long Thành nè, đó là hơi đông hoặc là chạm thu phí thôi.
Đó đúng rồi, chạm thu phí đồng. Rồi đập ga nhẹ. Rồi ổn. Giờ đi tiếp. Taxi nhanh đi. Mình 41. Rồi đập ga lên. Đập ga lên đều. Mở xi nhan trái. Đập ga đều đi. Đúng. Rồi chuyển làn qua trái. Rồi đập ga tiếp. Rồi taxi nhanh. Đó vậy thôi. Thấy không? Tại vì mấy xe lớn là ta không có đi ra ngoài đây được. Thấy không? Ở đây tại sao mà đi không được? Thì lý do các bạn nhìn cái biển báo nè của anh ta nè. Không, ở đây là xe con và xe khách dưới 30 chỗ, còn mấy xe kia là phải vô trong. Các bạn thấy không? Xe khách lớn cũng vô trong. Các bạn rõ ràng không? Là xe tải ở trong đi trong hết hay là trong. Xe khách cũng vậy, xe mà 16 chỗ, ba dưới 30 chỗ, 29 chỗ ha. 30 chỗ đi làn này cũng được. Rồi. Tại vì ta có đó dưới 30 chỗ thì nó có 29 chỗ thôi. Rồi đập ga tiếp nhẹ nhàng. Sao? Đạp đi, đạp ga đi. Ở đây nó không có đèn luôn, nó chặn hết rồi, nó chặn cái gạo. Đúng rồi, nhưng mà nó chặn luôn rồi. Hồi xưa nó mở, thấy không? Mai mốt nó có cái chạm gì đó, công ty gì đó nó mới mở, nhưng mà nó đóng rồi, nguy hiểm quá, nó đóng được rồi. Thì nào mở tính tiếp, mở nó bắt buộc phải mở đèn, mở đèn tín hiệu. Trong khi mình kèm cho các bạn tự tin được đi chân ga đều, xử lý các tình huống khi giảm ga, sử dụng thắng này nọ, quan sát tốt là ok. Đó là các bạn đã có trải nghiệm, các bạn đã nâng cao để chi các bạn an toàn hơn. Rồi thủ dừng tốt, liếc hai bên chống đó, thấy chưa, chống là mình đi tiếp vậy thôi. Rồi đến dòng xiến quẹo trái nha, ôm dòng xiến ha. Rồi giảm tốc độ lại luôn. Đúng rồi. Nhiều khi mình cũng hơi nhắc cho bạn để các bạn cảm giác hơn. Rồi tiếp tục. Thấy cục đá bụi không? À, xe đó dính vô cục đá tới không chuyện. Rồi đi tiếp. Đi tiếp. Nữa quẹo trái á. Ừ. Ở đây là cấm xe tải ha. Mình quẹo được, quẹo trái vô. Trái đúng rồi. Đã nó ôm dòng xiến quẹo trái mà. Ờ, đang còn suy nghĩ. Rồi đi thẳng qua cao tốc luôn ha. Nhớ cẩn thận bên đây. Rồi đi tiếp đi. Có anh kia bảo kê rồi. Đi tiếp. Rồi tiếp tục. Có anh xe tải bảo kê rồi. Em cứ đi đi, ngó trước kìa. Đúng rồi, ảnh đi làng bên đó mà. Ha. Rồi đi tiếp. Đó, còn hơi là thấy xe lớn quá nhát các bạn. Anh em nào cũng vậy đó, mới vậy đó. Đúng không? Rồi, mở xi nhan phải. Rồi, chuyển nhẹ vô cái. Ok. Rồi, tắt xi nhan. Rồi, buông thắng ra, đi tiếp. Rồi, đi. Đó, đèn xanh rồi đó. Rồi tiếp tục. Muốn qua đó là mình phải mở xi nhan trái. Ồ đúng rồi. Nhớ nha, nguyên tắc chuyển làn. Khi xe ô tô chuyển làn là phải mở xi nhan. Rồi nhập làn phải để ý nha. Các bạn nhớ nhập làn là các bạn phải từ từ ra. Rồi bạn ngó bên trái coi có xe xuống không. Không có xe xuống thì các bạn mới đập ga. Vẫn đập ga lên bình thường, nhưng mà chưa ra thôi. Rồi ngó rồi có xe không? Không có xe thì đạp ga lên. Đó đúng rồi nữa. Rồi chuyển chống thì chuyển qua luôn. Đúng rồi, tốt. Ở đây tốc độ là tối đa là 120, tối thiểu là 60. À, đó, có tốc gì đi mới sướng chứ. Có tốc gì đâu đi có 80 mà chém cũng chết. Chưa bậy rồi. Đi lên. Xe người ta chạy chậm mà. Rồi đi tiếp. Nữa điều chân ga. Đó đúng rồi. Rồi chuyển. Không, còn xe người ta chạy chậm tự nhiên mình đuổi vô đích người ta. Không, là sao bắt buộc là mình phải chạy chậm hơn ta. Rồi tắt xe nhanh. Hiểu chưa? Yeah. Rồi tiếp tục.
hồi nãy là mình có phải mình đi nhanh không, đi nhanh mình phải hơn xe đó, mà xe đó chạy chậm quá là mình chuyển làn vô xe đó là mình phải chạy chậm theo xe đó là cũng không được. Rồi ở đây có chướng ngại vật thì làm gì, mở xi nhan trái, liếc kính ngó trên, tốt. Nói chung là hơi bộ lực chút xíu để cho các bạn cảm giác các bạn không sợ xe nữa. Chứ nhiều khi không cho các bạn đập ga thì các bạn cứ bò hoài hoàn cản trở lưu thông của người ta. Đó, ví dụ có mình thì các bạn đập ga nhanh chạm lại, thấy đua xe đỏ là phải thủ thắng liền. Để chi sau này dù các bạn đi một mình thì các bạn không thể nào mà giống như đạp giống như vậy được. Các bạn sẽ chậm hơn một chút nhưng mà nó cũng lưu thông lưu loát, đúng không? Rồi tiếp tục. Rồi trường hợp ở đây mà hơi kẹt là mình cho vô đây. Đó, lại vô làn đó đi thẳng lên vẫn là đi được hết. Trời ở đâu đi lạc này vậy? Không phải là công nhân ở đây nữa. Riêng cao tốc thì các bạn mới lần đầu đi cao tốc các bạn sợ lắm, nhưng mà các bạn đi quen rồi nó cũng dễ, không có gì đâu khó. Mình cứ đi chậm hay vô làn giữa làn này, không? Còn nếu mà đông quá muốn đi nhanh nữa thì cứ vô làn trong, làn khẩn cấp. Có bị bắt lại nó thầy tòa không chỉ vậy đó là phạt gấp đôi. Nên nói giỡn vậy thôi, các bạn nhớ đừng có vô làn khẩn cấp nha khi chưa có thực sự cần thiết. Các bạn mình thấy các bạn rồi, thực chất người ta đi nối đuôi nhau, người ta đi đều hết á. Các bạn chen vô làn khẩn cấp, các bạn đi chạy lên trên, các bạn bạn chen vô cắt đầu người ta, các bạn vô trước. Các bạn coi được hay không? Các bạn đi sau, các bạn đến nó trước, các bạn chen vô vậy nó mới kẹt. Chứ thực chất người ta lưu lắc, người ta đi đều nó không có kẹt đâu bạn. Không rồi các bạn bị bắt á, đập ra mở lại xi nhan trái, chưa có qua được đâu, chút xíu nữa mới qua. Rồi ngó kiến rồi, rồi đập ra tiếp, ngó trên, tốt. Các bạn đi vậy đâu được, các bạn đi lên các bạn chen đầu người ta, rồi các bạn đi sớm hơn người ta thì người ta sẽ bị kẹt thôi. Còn các bạn đi luôn bình thường đi đều với nhau vậy đó, này kẹt nữa, đập ga nhẹ dứt khoát, một là qua luôn đúng rồi chứ không chần chờ đợi xe ta, tốt, thấy không, hiểu không? Khi mình thấy trống là từ xa là mình mở xi nhan qua luôn chứ không có chần chờ phải đợi ta nhịp. Nè nhìn nè, có xe nào đi nhanh hơn tắt xi nhan đi. Mình phải coi xe nào đi nhanh hơn. Rồi đạp ga lên, rồi mở xi nhan trái, đạp ga lên, đó. Phải nhìn ở trước coi phán đoán coi xe nào đi nhanh hơn, tự nhiên mình qua đó đâu được ha. Rồi đạp ga tiếp nữa, đạp ga đều, ngó trước, đạp ga đều, đạp chân ga, thả lỏng cái tay ra, gồng quá, gồng cứng ngắt cái tay luôn, đạp ga tiếp, mạnh dạn lên. Đó. Rồi tắt xi nhan đi. Đạp ga đều. Tiếp tục đạp ga. Mở lại xi nhan. Mở không dứt khoát cái xi nhan. Rồi thôi giờ đi ở đây đều luôn. Rồi giữ khoảng cách với xe trước, không có chen nữa. Thấy không? Mất công chút xíu mình sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Rồi đạp ga lên, nhẹ đều. Nhiều khi cho các bạn chuyển nhiều quá, các sang bạn bị gói, thấy không ổn là mình sẽ cho ngưng. Đó, giữ đều. Cái xi nhan mình đó, mình phải mở sức dứt khoát. Có các bạn nào mà nói đâu cái xi nhan các bạn, nhiều khi các bạn chưa biết đâu, nhiều khi các bạn anh em nào lái cứng luôn cũng chưa biết cái vấn đề là cái xi nhan đâu. Xi nhan có hai chế độ bật, các bạn bật nhẹ thử cái đi, nó sẽ chớp ba cái nó ngưng,
các bạn bực mạnh thì nó sẽ chớp luôn. Các bạn có thật, nếu mà đi thẳng thì các bạn muốn tắt thì phải thò tay tắt, còn bạn đánh lái vô nó mới tắt. Các bạn lưu ý nha, có nhiều bạn không hiểu được vấn đề cái xi nhan cái bật lên cái nó bị chớp hoài, cái bật qua lại đến sáng luôn nó cũng không có tắt nữa. Nói cho bạn nghe. Rồi, cứ đi đều bình thường để giảm bớt lại, rồi xong mình tiếp tục thấy chống là mình sẽ liền cho bạn tập lại. Đó. Rồi, em đi điều ga đi. Đúng rồi, điều ga xe trước. Ok. Rồi, chừng nào bên trái chống thì chuyển làn, cái tay đừng có nghiêng qua. Mình giữ làm sao dẫn đi đúng làn đường của mình. Mình chỉ liếc. Rồi, mình chỉ cho các bạn nè. Khi các bạn ngó kiến hậu hay ngó trái ngó phải hay làm cái gì làm, các bạn thả lỏng cái tay cầm bô lăng ra cho mình. Rồi, mở xi nhan trái. Rồi, cứ để đó thôi. Cứ giữ làn đường, giữ khoảng cách ra mình mới chuyển làn đường. Rồi, xe tải qua chưa? Rồi, không có dứt khoát nè, không có dứt khoát. Rồi, taxi nhan luôn đi, không có dứt khoát, rồi đi, cứ đi đều đi. À, ở đây cái vấn đề là các bạn thấy ở sau nó trống. Các bạn mở xi nhan rồi, các bạn không dứt khoát đạp ga thì các bạn không thể nào mà gọi là mình chuyển làn được. Lý do người ta đang chạy lưu thông liên tục, ta đâu có dừng. Các bạn muốn chuyển làn đường là các bạn phải di chuyển ga đều luôn. Các bạn đi đạp ga lên, các bạn dứt khoát qua, chứ các bạn không thể nằm chuyển làn mà các bạn giảm tốc độ. Khi các bạn chuyển làn giảm tốc độ, nó có hai cái trường hợp là: một là các bạn giảm lại để mấy cái xe kia nó giảm, rồi di chuyển dứt khoát ngó trước. Hai là các bạn vô đèn ha, chuyển làn để dừng đèn. Đó, còn này di chuyển là đi tục, đi liên tục thì các bạn phải chuyển làn, phải giữ ga luôn chứ không có giảm chân ga hoặc là đạp ga lên luôn. Các bạn lưu ý vấn đề đó nha. Có nhiều trường hợp là chuyển làn mà cứ qua cái đè đầu người ta là không được. Đó, do các bạn mới. Rồi, thôi mình cứ đi thẳng lên luôn. Rồi, bye bye mọi người nha. Mình sẽ kết thúc video clip ở đây. Chúc mọi người có những trải nghiệm lái xe tốt hơn. Thì mình đang liền cho bạn mà. Bạn này còn liền nữa. Đó, nhưng mà hôm nay là quá sức của bạn ấy rồi. Tại vì mình đang nâng cao cho bạn ấy nên các bạn hiểu hơn vấn đề. Thấy quá sức mà mình sẽ giảm lại. Lại nâng cao mà, phải chuyển bài được bài này phải chuyển bài khác. Đó. Thấy quá sức quá thì mình sẽ không cho bạn áp dụng đó, hoặc là do chậm hơn chút xíu. Rồi. Ok, bye bye mọi người nha.